Hồng Phượng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Đây là cây cầu Kinh Thanh Đa, nối bán đảo Bình Quế Thanh Đa với phần còn lại của quận Bình Thạnh. Sau khi đi qua khỏi cái cầu kinh này thì chúng ta đã đến bán đảo Thanh Đa. Và hôm nay Hồng Phượng muốn giới thiệu với quý vị và các bạn một cái nơi mà có thể nghỉ dưỡng vui chơi, thưởng thức ẩm thực hoặc là tận hưởng không khí rất là trong lành, đó là khu du lịch Bình Quế 1. Khu du lịch Bình Quế 1 thì nằm ở số 1147 đường Bình Quế. Đây là cái con đường nối cầu Kinh Thanh Đa với bán đảo. Hôm nay là cái ngày lễ nên rất là đông khách đến tham quan và vui chơi cũng như là thưởng thức ẩm thực. Thì đây là cái chương trình mà trung thu. Nếu mà quý vị và các bạn nào muốn đến đây chơi vào dịp trung thu thì có thể tham khảo. Khu du lịch này nằm tiếp giáp với sông Sài Gòn ở phía bắc. Diện tích nơi đây rất là rộng đó quý vị. Có vườn dừa, có thảm cỏ, có ao cá, rất thích hợp để tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, câu cá hoặc là du thuyền. Ở đây có nhà hàng với những món ăn miền quê rất là hấp dẫn, thích hợp cho những ai muốn tìm về chốn quê yên bình. Khu vườn ở đây rất là rộng lớn, quý vị có thể quay phim, tổ chức tiệc cưới, dã ngoại, tham gia các trò chơi rất là vui nhộn, tiệc buffet. Trong khu du lịch có khu vui chơi trẻ em, có cả đờn ca tài tử, những cái tiểu cảnh quê thì bao la luôn quý vị. Nhà quê, đồng lúa, cầu tre lắc lẻo, cái này là chụp hình rất là đẹp luôn. Còn buffet ở đây thì vào ngày lễ là người lớn là 320.000, còn trẻ em là 190.000. Hồng Phượng cũng xin gửi lời cảm ơn đến những quý vị và các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh Hồng Phượng Trip trong thời gian qua. Và nếu quý vị và các bạn nào mới lần đầu đến với kênh, nếu thấy video hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Hồng Phượng nhé. Hồng Phượng xin cảm ơn. Và bây giờ Hồng Phượng mời quý vị và các bạn cùng tham quan nơi đây nhé.